Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin chia sẻ cho quý vị và các bạn một cái bãi biển rất là đẹp, đó là bãi biển Nha Trang. Những ai đã từng có dịp đặt chân đến phố biển Nha Trang, đắm mình trong làn nước xanh ngắt, nằm dài trên bờ cát phẳng mịn, ngắm cảnh mây trời hay đón những cảnh khoảnh khắc thiên nhiên đẹp diệu kỳ, thì hẳn sẽ không thể nào quên được mảnh đất xinh đẹp này. Bãi biển Nha Trang luôn là một điểm đến hấp dẫn. Vịnh Nha Trang rộng chừng 500 km, khá kín gió, không có sóng lớn. Cửa sông cái đổ ra giữa hai bãi biển, hình trăng khuyết, cát mịn mát trải dài hàng 6 đến 7 cây số. Dưới ánh nắng mặt trời nhiệt đới, màu xanh của những triền núi nhấp nhô trên bờ của các hòn đảo hòa cùng màu nước biển điên điếc, như tôn lên vẻ đẹp quyến rũ của những dải cát vàng dạt sóng. Qua 3 năm tháng, phố biển Nha Trang ngày càng thay đổi da thịt, hòa cùng nhịp sống trẻ trung, hiện đại và năng động, đổi mới và phát triển từng ngày. Thế nhưng vẻ đẹp của biển Nha Trang vẫn luôn khiến bao người mê mẩn và say đắm. Biển Nha Trang, bất kỳ lúc nào bạn cũng có thể đắm mình trong làn nước biển xanh mát lạnh, hay nằm dài trên bờ cát đắp xây những lâu đài thật thả hồn cùng với thiên nhiên tươi đẹp diệu kỳ. Vẻ đẹp của bãi biển Nha Trang tựa hồ như một thỏi nam châm đầy sức hút mê hoặc du khách. Mỗi khi ngắm nhìn bức tranh thiên nhiên của mảnh đất này, bạn sẽ cứ mãi mê chiêm ngưỡng mà quên cả thời gian, cứ thế say đắm trước vẻ đẹp thanh tao quyến rũ của phố biển này. Đó chính là món quà kỳ diệu và đắt giá mà đất mẹ thiên nhiên đã dành tặng cho Nha Trang. Đến Nha Trang, ngồi việc tận hưởng vẻ đẹp của biển, sự độc đáo của một thành phố nằm dọc bờ biển 20 km, cùng những bãi tắm quyến rũ ở các cụm đảo đang được khai thác ngoài khơi, du khách còn được tham gia các trò chơi trên biển. Những trò chơi này tạo cho du khách cảm giác sảng khoái tuyệt vời, ví dụ như là trò kéo dù, trò đi mô tô nước, trò lướt ván lặn dưới biển, hay là chèo thuyền thúng. Đồng thời quý vị có thể ngắm bình minh trên bãi biển Nha Trang tuyệt đẹp. Biển Nha Trang hầu như lúc nào cũng đẹp, ngay cả trong bầu trời đã khoác lên chiếc áo đen tuyền thì bãi biển Nha Trang cũng lung linh độc đáo với những ánh đèn đầy màu sắc. Từ trên những tòa nhà cao tầng hướng về biển trời lúc đêm hẳn sẽ là một trong những khám phá thú vị mà du khách không thể nào quên được. Thì vừa rồi tôi có chia sẻ cho quý vị về một cái bãi biển rất là đẹp, đó là biển ở thành phố Nha Trang. Xin cảm ơn quý vị đã xem video. Quý vị xem video vui lòng nhấn like, đăng ký, chia sẻ để ủng hộ kênh của mình nhé. Xin cảm ơn quý vị và xin chào quý vị.